Xin chào tất cả các thành viên của Hue Design. Hôm nay Hue Design sẽ giới thiệu với các bạn về công dụng chức năng của một số các bảng điều khiển nằm bên trong Illustrator. Và các bảng điều khiển này có công dụng chung, đó chính là để thao tác với màu sắc. Đầu tiên thì chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là bảng Color. Bảng Color chính là nơi hiển thị cũng như là điều chỉnh thông số màu. Chúng ta có thể lấy bảng Color ở đâu? Thứ nhất, chúng ta sẽ nhìn thấy biểu tượng của bảng Color, hình cái palette. Chúng ta nhấp chuột trái vào biểu tượng bảng Color. Cách thứ hai để lấy bảng Color đó là chúng ta sẽ vào thư mục Window trên thanh menu. Trong thư mục Window thì bảng Color có phím tắt là F6 và các bạn nhấp trỏ chuột trái vào đây, lập tức nó sẽ hiện lên bảng Color. Các bạn cũng có thể nhấc cái bảng Color này ra ngoài vùng làm việc để chúng ta có thể dễ dàng thao tác độc lập, và đến khi không cần thiết hoặc là khi chúng ta muốn đặt cái nhóm bảng Color này vào trong cùng với dãy bảng điều khiển bên tay phải thì chúng ta sẽ nhấp chuột giữ và di chuyển nó về vị trí mà chúng ta muốn, sau đó thả chuột ra. Lập tức cái nhóm bảng Color này lại nằm trong cái khu vực bảng điều khiển bên tay phải của màn hình. Bảng Color này có công dụng gì? Nó chính là để điều chỉnh thông số màu. Thứ hai, nó là nơi hiển thị các cái chế độ màu. Chế độ màu ở đây có thể là Grayscale, RGB, RGB là chế độ màu ánh sáng, hoặc là HSB hay là CMYK, CMYK, vân vân. Cụ thể về các nút lệnh ở bên trong bảng Color này, các bạn sẽ thấy ở phía góc trái phía trên của bảng Color có một biểu tượng nhỏ. Đây chính là chế độ mặc định của màu đổ và màu nét. Thông thường chế độ mặc định của nó sẽ là màu đổ trắng và đường viền đen, nghĩa là nét đen. Ví dụ bây giờ tôi tạo ra một hình vẽ bất kỳ, các bạn sẽ thấy màu của nó mặc định đó là trắng và đen. Trong bảng Color này có một số các chế độ màu Grayscale, nghĩa là sắc đen trắng xám. Chúng ta di chuyển thanh trượt để chúng ta thay đổi sắc độ, sáng tối đậm nhạt, hoặc là chúng ta có thể gõ trực tiếp thông số vào bên trong này. Thứ hai, chế độ màu RGB, RGB, nó cho chúng ta 3 thanh trượt của giải màu Red, Green and Blue. Đó là 3 màu sắc tạo nên hệ màu ánh sáng. Tương tự như với giải màu Grayscale thì chúng ta cũng có thể di chuyển cái thanh trượt để thay đổi màu sắc, hoặc chúng ta có thể gõ trực tiếp thông số màu sắc vào đây nếu như chúng ta nhớ. Hoặc là chúng ta cũng có thể đánh thông số, mã số của cái màu sắc đấy vào phía ô bên dưới này. Đây chính là nơi thể hiện cái tên của mã màu. Các bạn có thể lựa chọn các cách khác nhau. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn đánh chính xác cái mã màu sắc hoặc là thông số màu sắc thì bạn có hai cách, đó là một là đánh thông số màu trực tiếp trên các giải màu, hai là các bạn đánh trực tiếp cái mã màu vào bên trong này. Còn nếu như khi các bạn di chuyển thanh trượt này, nó sẽ được các cái màu ngẫu nhiên. Đối với hệ màu HSB tương tự cũng là hệ màu ánh sáng thì chúng ta cũng có thể di chuyển màu sắc để lựa chọn đến cái vị trí giải màu, sắc thái màu, hoặc là độ tương phản, độ tươi trầm hoặc là độ sáng tối ở đây, brightness. Đối với hệ màu CMYK, hệ màu in ấn, tương tự như vậy chúng ta cũng có cách di chuyển thanh trượt trên các giải màu hoặc là đánh thông số. Và phía bên dưới cái nút hiển thị chế độ màu mặc định thì các bạn sẽ thấy nó có một nút hiển thị chế độ màu đổ và màu của nét. Đó là màu hiện hành của đối tượng. Trước đó các bạn tạo ra một đối tượng bất kỳ, thì khi các bạn tạo ra một đối tượng mới tiếp theo, thông thường nó sẽ bị ảnh hưởng bởi màu sắc của đối tượng đã tạo trước đó. Nó sẽ mặc định sao chép lại cái màu sắc đường viền của các đối tượng trước đó chúng ta đã tạo. Trường hợp nếu như các bạn muốn tắt màu đổ hoặc tắt màu viền đi thì chúng ta có thể sử dụng cách click và dấu sổ chéo màu đỏ ở phía bên dưới này để chúng ta tắt màu đổ. Tương tự như vậy đối với màu của nét, các bạn cũng có thể tắt chế độ màu của nét đi. Nhưng các bạn lưu ý rằng chúng ta phải tích vào màu của nét, cái nút hiện hành màu của nét trước để nó đẩy cái màu của nét lên trên phía màu của hình. Sau đó chúng ta mới thao tác được với nó. Cách thứ hai để chúng ta có thể thao tác với màu đổ và màu của nét của đối tượng, các bạn có thể click vào nút hiển thị màu sắc ở phía dưới của bảng Toolbox. Ở đây nó sẽ có cái nút Fill and Stroke và các bạn sẽ có thể thao tác được với đối tượng tương ứng như các bạn đã thao tác với các cái nút bên trong bảng Color. Khi các bạn muốn thay đổi màu sắc, đảo ngược màu sắc giữa màu đổ với màu nét cho nhau thì các bạn có thể bấm nút Shift X để đảo ngược màu sắc, phím tắt đó là Shift X. Click chọn đối tượng sau đó bấm Shift X. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng cái nút có sẵn ở trong bảng Toolbox. Ở đây có một mũi tên 2 chiều. Các bạn có thể bấm và click vào đây để đảo ngược màu sắc của đối tượng. Tiếp theo chúng ta sẽ giải thích thêm một số các cái công cụ cũng như là nút lệnh ở bên trong bảng Color. Phía dưới cùng của bảng color này các bạn sẽ thấy có rèm màu chuyển sắc. Nơi này chứa đầy đủ tất cả các màu sắc mà chúng ta có. Chỉ cần khi các bạn click chuột, nghĩa là các bạn đặt con trỏ chuột vào vị trí của rải màu này, lập tức nó sẽ hiện lên một cái công cụ, đó chính là cái công cụ eyedropper, nghĩa là công cụ hút màu, trích xuất màu sắc. Thì các bạn chỉ việc di chuột đến một vị trí bất kỳ, nó sẽ trích xuất cho các bạn màu sắc ở vị trí đó. Khi các bạn sử dụng cái cách thức này để lấy màu thì màu của các bạn sẽ rất là ngẫu nhiên, có thể được những màu rất đẹp nhưng cũng có thể không. Và thông thường thông số màu nó sẽ không được chẵn, nó có thể lẻ bất kỳ, ví dụ như thế này. Nghĩa là màu sắc có thể lẻ. Lưu ý với các bạn một điều, đó là khi chúng ta thiết kế, đặc biệt là các sản phẩm in ấn, thì các bạn nên cố gắng là để các cái thông số màu trở về thông số chẵn, để chúng ta có thể dễ dàng, thứ nhất là thao tác, thứ hai là kiểm soát màu sắc, và thứ ba là khi ấn màu dễ đọc. Tiếp theo, khi click vào nút Option ở bên trong bảng Color này thì các bạn sẽ thấy hiện lên. Đầu tiên các bạn sẽ thấy nó có một cái chữ đó là High Option. Đối với trường hợp có một số bạn sẽ thấy rằng cái hộp màu Color của các bạn nó chỉ hiển thị như thế này thôi. Vậy thì nghĩa là các bạn đã bị tắt mất các cái phần thao tác chi tiết với màu sắc. Vậy thì các bạn click vào đây để chúng ta click vào Show Option lên thì lập tức nó sẽ hiện đầy đủ các cái thông số như thế này. Còn trường hợp nếu như nó trở về bảng Grayscale thì các bạn cũng có thể chuyển sang cái chế độ màu sắc khác để chúng ta thao tác. Ở bên dưới này chúng ta có một cái nút đó là Invest, nó là chế độ màu đảo ngược. Ví dụ hiện tại màu sắc của tôi đang hiện hành đó là màu tím viền đen như thế này. Khi tôi click vào màu Invest, lập tức các bạn sẽ thấy nó trở về cái màu đảo ngược, hay còn gọi là màu đối lập của màu tím. Phía bên dưới cái lệnh Invest, chúng ta Complement này, nó chính là màu bổ túc. Tương tự như vậy, khi chúng ta click vào lệnh Complement này, các bạn sẽ thấy nó lại trở về cái màu đảo ngược, tương tự như lúc trước chúng ta đã tạo ban đầu, hay còn gọi là màu bổ túc. Khi các bạn có một mã màu mới hoặc một thông số màu mới, một mẫu màu đẹp mà các bạn muốn lưu giữ lại để các bạn có thể tái sử dụng lần sau mà không phải mất công tìm lại, không mất công gõ lại thông số nữa, thì chúng ta có thể click vào nút Create New Swatch này. Nó sẽ hiện lên cái bảng New Swatch. Bên trong bảng New Swatch này các bạn, thứ nhất các bạn có thể gõ tên. Ở đây thì nó đã hiển thị cái tên của màu sắc đấy bằng chính cái thông số của nó. Tuy nhiên là các bạn có thể gõ tên vào đấy, ví dụ như mẫu màu 1 chẳng hạn. Và bên dưới này nó chứa các cái thông số của màu sắc đó. Sau đó chúng ta click vào OK. Lập tức là cái mẫu màu đấy nó sẽ được lưu bên trong bảng Swatch. Nó đã lưu bên trong bảng Swatch với tên là mẫu màu 1. Khi các bạn click đúp vào cái mẫu màu hiển thị, nút màu hiện hành ở đây, các bạn click đúp bằng chuột trái nhé, thì nó sẽ hiển thị lên bảng Color Pick. Bảng Color Pick này là bảng gì? Nó là dùng để chúng ta có thể lựa chọn chi tiết các cái màu sắc. Và các cái màu sắc này nó hiển thị đầy đủ ở 3 trạng thái, nghĩa là 3 hệ màu HSB, RGB và CMYK, có cả tên mã màu luôn. Ở bên trên này, cái bảng Color Pick nó có các cái nút lệnh hoặc là công cụ chức năng của các nút lệnh như sau. Chấm tròn này chính là nơi màu sắc được lựa chọn. Bên dưới này có một cái nút đó là Evaluate Color, nghĩa là nút kiểm tra màu sắc. Các bạn có thể nhả tích vào đây. Các bạn tắt dấu tích đi thì màu nó sẽ trở thành cái màu chuyển êm. Còn khi các bạn đánh dấu tích vào thì nó sẽ phân chia ra các cái sắc độ rõ rệt. Tương ứng như vậy, khi các bạn tắt dấu tích ở nút Evaluate Color này thì cái dải màu quang phổ này nó cũng sẽ trở thành dải màu chuyển êm. Còn nếu như các bạn tích và dấu tích ở đây, nó sẽ trở thành mảng màu, các cái sắc độ và các màu sắc khác nhau theo thang màu. Phía bên trên này các bạn sẽ thấy một ô vuông, nửa phía trên nó chính là màu hiện hành, còn phía bên dưới này nó chính là màu hiển thị trước đó, nghĩa là cái mẫu màu mà các bạn đã lựa chọn trước đó thì nó còn lưu lại. Phía bên tay phải này, bên dưới cái ô màu hiện hành, nó chính là hiển thị thông số chi tiết của màu sắc ở các hệ màu khác nhau như tôi đã giới thiệu lúc nãy. Và sau khi chúng ta đã lựa chọn màu sắc xong thì các bạn click OK. Trong dãy bảng điều khiển này, bảng Swatch chính là bảng có cái biểu tượng đó là các cái ô vuông màu ở đây. Các bạn click chuột trái vào, nó sẽ hiển thị lên bảng Swatch. Hoặc chúng ta có thể vào trong thư mục Windows và tìm bảng Swatch ở phía trong này. Bảng Swatch của nó thì không có phím tắt, cho nên là nếu như các bạn không thấy nó trong dãy bảng điều khiển thì chúng ta chỉ có cách đó là vào Windows để lấy. Công dụng của các nút lệnh bên trong bảng Swatch là như sau. Thứ nhất, đây chính là nút hiển thị màu như tôi đã giới thiệu, tương ứng ở trong bảng Color và nó cũng tương ứng với nút hiển thị màu ở trong Toolbox. Thứ hai, bên dưới này chúng ta có một loạt các mẫu màu cơ bản. Đây chính là một số các cái mẫu gradient có sẵn. Mẫu màu chuyển chính là màu đồ. Ví dụ bây giờ tôi click vào đây chẳng hạn, các bạn sẽ thấy nó chuyển màu gradient. Đây gọi là màu gradient hoặc màu chuyển. Đó là một số các chế độ màu có sẵn trong phần mềm. Tiếp theo nữa, bên dưới này các bạn sẽ thấy nó có một số các cái chế độ màu khác nữa. Đó chính là màu pattern hay còn gọi là chất liệu, tạo hoa văn chất liệu cho đối tượng bên trong Illustrator. Ví dụ như vậy. Và các bạn cũng có thể tạo ra các mẫu pattern mới, mẫu chất liệu mới, hoa văn họa tiết mới cho chính các bạn. Và cái phần này thì tôi sẽ giới thiệu ở bài sau. Phía sau phần mẫu màu pattern thì nó sẽ hiện các mẫu màu các bạn tạo mới, hoặc là một số các mẫu màu Pantone mà các bạn đã thao tác thì nó sẽ tự động lưu vào đây. Còn ví dụ như đây là mẫu màu 1 này chẳng hạn, chính là mẫu màu mà tôi đã tạo mới, create new từ lúc trước đó. Bên dưới này, đó chính là các nhóm màu. Các bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng của các thư mục. Ở đây chính là các nhóm màu được tạo sẵn, một số các nhóm màu mặc định. Phía góc phải của cái bảng Swatch này các bạn sẽ thấy nó có hai nút lệnh. Nút thứ nhất đó là chế độ hiển thị dạng lưới. Cái chế độ này thì như các bạn đang thấy, nghĩa là chúng ta đang sử dụng chế độ hiển thị dạng lưới chia đều. Hoặc là các bạn có thể chọn sang chế độ dạng list. Phía dưới cùng của bảng Swatch này các bạn sẽ thấy có một số các nút lệnh. Nút thứ nhất đó là thư viện màu sắc. Khi các bạn click chuột trái vào đây, nó sẽ hiển thị lên một dãy các cái tên bảng màu sắc có sẵn. Khi các bạn di chuyển đến các cái vị trí nó có cái mũi tên nhỏ ở đây thì nó sẽ hiển thị bên trong nữa nhiều các cái nhóm bảng màu sắc ẩn với rất nhiều các màu sắc khác nhau. Ví dụ như trong Colorbook này chẳng hạn, các bạn sẽ thấy có các hệ màu Pantone như vừa nãy tôi đã từng giới thiệu với các bạn. Nghĩa là các bạn click vào nhóm màu sắc bất kỳ ở bên trong này, nó sẽ hiển thị lên các cái màu Pantone có sẵn ở trong đấy. Các bạn có thể khám phá các cái mẫu màu sắc ở bên trong này có rất là nhiều. Tiếp theo, một số các cái nút hiển thị khác, đó là nút lựa chọn hiển thị nhóm màu trong bảng Swatch. Ví dụ ở đây khi click vào cái nút lệnh này, các bạn sẽ thấy nó hiển thị lên một số các cái lệnh sâu tất cả màu Swatch, hoặc là chỉ sâu màu các nhóm màu, hoặc là chỉ sâu màu gradient, hoặc là chỉ sâu màu pattern, hoặc là chỉ sâu các cái nhóm màu. Ví dụ bây giờ tôi click vào cái sâu pattern này thì trong cái bảng Swatch này nó có bao nhiêu mẫu pattern nó sẽ chỉ hiển thị từng đấy thôi, còn tất cả những cái màu khác nó ẩn đi. Hoặc là tôi chỉ sâu nhóm màu, lúc đấy thì tất cả những màu sắc khác cũng bị ẩn đi. Còn thông thường cái chế độ mặc định của nó đó là sâu on swatch. Tiếp theo, cái lệnh để chúng ta có thể tạo mẫu màu mới, new swatch. Còn phía dưới này của chúng ta, đó chính là cái nút lệnh để chúng ta có thể tạo new color group. Ví dụ đây chẳng hạn, bây giờ tôi đã có một số các cái mẫu màu sắc khác nhau và chúng ta chọn tất cả cái nhóm màu chúng ta vừa tạo và các bạn click vào nút new color group. Trong cái hộp thoại này các bạn có thể gõ tên hoặc để tên mặc định, sau đó các bạn click OK. Thì lập tức cái nhóm màu các bạn vừa mới tạo ra nó sẽ được lưu trong bảng Swatch để các bạn có thể tái sử dụng lần sau. Cuối cùng đó là nút Delete Swatch. Các bạn không thích một mẫu màu bất kỳ nào đấy thì các bạn có thể nhấp chuột này, kéo giữ và thả vào biểu tượng thùng rác này. Hoặc là các bạn click chọn mẫu màu, sau đó các bạn click vào nút Delete Swatch. Nó sẽ hỏi các bạn là có muốn delete cái màu sắc mà các bạn lựa chọn không. Các bạn Yes hoặc No. Phía góc phải của bảng Swatch này các bạn cũng sẽ thấy có cái phần Option. Khi click vào này chúng ta sẽ thấy có một loạt các nút lệnh của Swatch tương tự, ví dụ như là new, tạo mẫu màu mới này, tạo nhóm màu mới, color group. Hoặc là bên dưới này nữa thì các bạn sẽ thấy nó có thể là sắp đặt theo tên, hoặc là sắp đặt theo các cái hiển thị, hoặc là tìm theo lĩnh vực. Ở bên dưới này thì nó sẽ có một số các chế độ hiển thị small, medium hoặc large, nghĩa là chế độ hiển thị nhỏ, trung bình hoặc lớn của các cái màu sắc. Ví dụ bây giờ tôi bấm vào medium chẳng hạn, các bạn sẽ thấy các cái mẫu màu thì chúng ta hiển thị rất là to, đúng không? Chúng ta nhìn rất là rõ. Còn thông thường mặc định của nó là chế độ small. Phía bên dưới này đó là một số các cái nút lệnh để chúng ta mở các cái thư viện màu sắc, thì cũng tương ứng với cái nút lệnh thư viện màu sắc ở đây. Song song với bảng Swatch này chúng ta sẽ thấy có một cái bảng nữa, nó rất là hữu ích khi chúng ta muốn tìm một cái sự phối hợp màu sắc mới. Đây chính là nơi để tham khảo các nhóm màu sắc. Hoặc là các bạn có thể lấy trong thư mục Window này, các bạn sẽ thấy Color Guide, phím tắt của nó là Shift F3. Trong cái bảng Color Guide này nó có một số các nút lệnh như sau. Đây chính là màu cơ sở, và từ màu cơ sở này nó sẽ phối hợp với một số các cái màu sắc khác nhau. Những màu sắc đấy nó nằm trong Harmony Rule, nghĩa là danh sách nhóm màu hòa hợp. Các bạn tích vào mũi tên nhỏ ở phía bên phải của cái thanh danh sách nhóm màu này thì các bạn sẽ thấy nó hiện lên một loạt các cái màu sắc, nhóm màu sắc để nó có thể phối hợp với nhau. Đó, ví dụ bây giờ tôi tích vào mỗi màu này chẳng hạn, thì bên dưới đây nó sẽ cho các bạn một loạt cũng là từ nhóm màu đấy, nhưng nó sẽ thay đổi độ đậm nhạt, tươi trầm, hay còn gọi là các biến thể của nhóm màu. Đó, bây giờ bạn tích vào một mẫu màu bất kỳ và bạn thay đổi màu sắc đấy đến các cái màu sắc khác mà bạn muốn để bạn thiết lập các mẫu màu mới. Bên trong cái bảng Color Guide này chúng ta có một cái lệnh, đó là thư viện mẫu màu. Đây là nơi giới thiệu một số các cái nhóm màu tương ứng như là cái thư viện màu sắc ở bên trong bảng Swatch. Bên trong bảng Color Guide này có một số các cái nút lệnh khác nữa, đó là Hide Option, Edit Color. Hide Option này đương nhiên là nó ẩn hoặc hiện bảng Color Guide, hoặc là Edit. Các bạn có thể thay đổi màu sắc. Cái phần edit màu sắc này thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở phần sau để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn. Hoặc là xếp lưu một cái nhóm màu mới, hoặc là color option này, nó sẽ hiển thị lên ví dụ số lượng bước. Các bạn sẽ thấy khi các bạn click vào cái nút step này tăng lên 7 lên thì nó sẽ gợi ý cho các bạn càng nhiều sắc độ. Còn khi các bạn giảm 4 chẳng hạn thì nó sẽ gợi ý cho các bạn 4 sắc độ tối và 4 sắc độ variation này. Nếu như kéo cái thanh trượt này về nút list, nghĩa là nó ít biến thể, còn nếu như các bạn click vào more 100% thì nó sẽ tạo ra các cái biến thể màu sắc rất là rõ ràng, nghĩa là sắc độ sáng tối một cách rõ ràng. Khi các bạn muốn thay đổi thì các bạn click vào OK với sự lựa chọn, hoặc là không muốn thì các bạn có thể cancel để chế độ mặc định. Phía bên dưới này nó có một cái nút khác nữa, đó là nút edit color, tương ứng như cái nút lệnh edit color bên trong này, biến đổi màu sắc, chỉnh sửa nhóm màu. Hoặc là nút shape, nghĩa là lưu các cái nhóm màu swatch mới, thì nó sẽ tự động lưu vào bên trong bảng swatch này cho chúng ta. Thực sự phải nói rằng vì sao tôi giới thiệu kỹ cái phần bảng Color Guide này, bởi vì nó chính là một sự hỗ trợ màu sắc rất là thú vị. Nó sử dụng các cái thuật toán trong phần mềm với các cái quy tắc tạo màu sắc hài hòa để chúng ta có thể chọn và tạo ra các mẫu màu mới, các nhóm màu mới dựa vào màu cơ sở, màu đầu tiên mà chúng ta lựa chọn. Các bạn cũng có thể thay đổi màu cơ sở bằng việc đó là chúng ta click vào một màu bất kỳ. Màu sắc này có thể kết hợp với nhau một cách hài hòa và dễ tạo nên màu sắc, sắc thái đẹp. Như vậy là tôi đã giới thiệu với các bạn rất là kỹ một số các cái bảng điều khiển để chúng ta có thể thao tác với màu sắc bên trong Illustrator. Phần sau thì tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn với chúng ta về phần edit màu sắc, để chúng ta chỉnh sửa nhóm màu, hoặc là chúng ta có thể tạo ra các mẫu màu gradient khác nhau. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.